Hello, xin chào cả nhà, lại là Xuân đây. Chào mọi người quay trở lại với kênh Lucy của Xuân nhé. Xuân rất là vui khi gặp mọi người trong mới ngày hôm nay đó. Và chắc cả tháng vừa rồi mình chưa ra một cái video mới nào hết. Trong thời gian vừa rồi á, mình bận bịu với công việc mới và mình ra một brand thời trang của riêng mình, nên rất là bận luôn. Cũng như là hôm nay có cái dịp và cũng có thời gian nên mình share cho mọi người một cái video mới và nói về một cái dòng sản phẩm, một cái dòng mỹ phẩm mình dùng được một tháng vừa rồi á, rất là hiệu quả luôn. Nên hôm nay mình share cho mọi người luôn nha. Và mọi người thấy da của Xuân hôm nay thế nào? Cũng có một lớp make up rồi nhưng mà da rất là căng bóng mịn màng đúng không? Trộm vía nha mọi người. Đây. Ta-da! Và công sức lớn cho làn da của mình ngày hôm nay đó chính là từ bộ đôi Glycolic Bright cho làn da hồi sinh và AHA tái sinh tế bào từ nhà L'Oréal Paris nha mọi người. Bây giờ mình sẽ mổ xẻ kỹ hơn về cái bộ đôi xịn sò này nhé. Đầu tiên là em serum dưỡng chất dưỡng da tức thì nhà L'Oréal Paris Glycolic Bright Instant Glowing Serum 1% Glycolic Acid. Em này có dung tích là 30ml, vỏ màu hồng ombre siêu xinh siêu sang luôn nhé. Vỏ thủy tinh có vòi hút bơm lên vệ sinh và tiện lợi vô cùng. Với mình thì mình cực kỳ ấn tượng với thiết kế của dòng sản phẩm này từ nhà L'Oréal Paris. Đơn giản, tinh tế nhưng cũng không kém phần nổi bật đâu nhé. Đầu tiên thì mình sẽ làm một cái thí nghiệm nho nhỏ về kiểm chứng sự lành tính của sản phẩm bằng cách là dùng giấy quỳ tím để test độ dịu nhẹ nha. Đây mình sẽ lấy vài giọt của serum để thử lên quỳ tím. Sau khoảng 10 giây thì giấy quỳ tím vẫn là màu vàng, so với bảng đo thì thấy là độ pH từ 5 đến 5.5, pH của sản phẩm dao động từ 5 đến 5.5, không được tới 6 nha mọi người. Quỳ tím mà có màu vàng khớp với độ pH 5 hoặc 5.5 chứng tỏ là lành tính, chứ không phải chuyển sang màu xanh lá cây. Nếu quỳ tím mà chuyển sang màu xanh lá cây thì sản phẩm rất là dễ kích ứng đó, làm khô da nè, gây mụn và không phải lành tính đâu nha mọi người. Và tiếp theo thì mình sẽ dùng một cái app check tình trạng da. Đây là test để kiểm chứng cái độ hồi sinh của làn da. Mình dùng cách test này để thấy được cái vấn đề của da mình chính xác là nằm ở đâu, cần cải thiện những cái vấn đề nào và vùng da nào đang thâm nám và chưa đều màu nhé. Đầu tiên thì các bạn vào website lovefromyours.com. Xuân đang quan tâm tới hai vấn đề chính về da, đó chính là pigmentation là sắc tố da, wrinkle, a spot là cái đốm da trên do tuổi tác á mọi người, tàn nhang nè, nám nè. A spot thì chị nên chọn nếu bạn trên 25 tuổi như Xuân nhé. Và đây là kết quả lúc Xuân mới chuẩn bị xài bộ Glycolic Bright cho làn da hồi sinh với AHA tái sinh tế bào từ nhà L'Oréal Paris. Thì mọi người thấy hai chỉ số này cụ thể là hyperpigmentation là tăng sắc tố da của Xuân là 14, melasma thâm nám là 13. Và sau hôm nay khi sử dụng được cả tháng á, Xuân chuẩn bị làm video này thì Xuân đã đọc lại thêm một lần nữa cái kết quả. Và thực sự là thấy cái kết quả của hai chỉ số sắc tố da và thâm nám da được cải thiện cực kỳ rõ rệt luôn. Và mọi người thấy hai chỉ số này đã giảm rồi đúng không nào? Chính là tăng sắc tố da giảm từ 14 xuống là 2, chỉ số thâm nám cũng giảm từ 13 xuống còn 2 luôn đó. Và cả hai đều là looks good thôi, vì chụp từ cái app điện thoại nên là chỉ track được tương đối và không thể chính xác 100% được. Nên cái điểm số tuyệt đối kết luận good hay là không á chỉ là tham khảo thôi nha mọi người. Quan trọng là chỉ số của Xuân quan tâm có giảm nha, tình trạng thâm nám và cải thiện như một tháng vừa rồi á, rất là hiệu quả khi sử dụng bộ đôi skincare từ nhà L'Oréal Paris đó. Và sau khi test hai cái bài test đó là test quỳ tím và test app á, thì Xuân kết luận luôn đây là một cái sản phẩm vừa lành tính nè, cũng là một cái sản phẩm mang lại hiệu quả rất là thực tế trên da luôn nhé. Khi apply lên da sẽ thấy chất serum thấm rất là nhanh và không để lại nhờn rít lên da đâu nha mọi người. Các phân tử nhỏ nhất trong nhóm AHA là glycolic acid có thể thấm sâu vào lớp da tẩy tế bào chết trên biểu bì, kích thích làn da được trẻ hóa nè. Niacinamide, vitamin C ức chế kiềm hãm tăng sắc tố, thúc đẩy collagen trên da và giúp da sáng mịn hơn rất là nhiều đó. Dưỡng chất L'Oréal Paris Glycolic Bright giúp giảm đến 57% vết thâm nám cho làn da sáng đều, đã được bác sĩ da liễu kiểm nghiệm nha và chứng minh trên tông làn da châu Á chúng ta rất là hiệu quả, và mọi người cứ yên tâm sử dụng nhé. Với em này thì sau khi Xuân sử dụng được 4 tuần liên tục thì Xuân cảm thấy em serum này làm sáng da, hiệu quả và điều chỉnh sự xuất hiện của làn da xỉn màu á, giảm các đốm nâu trên da cực kỳ rõ rệt và hiệu quả tầm sau 2 tuần thôi nha. Và mình sẽ thấy cái đốm nâu do mụn nè, thâm mụn để lại á, giảm rõ rệt luôn nha mọi người. Mọi người thấy cái hình chụp Xuân một tháng trước và hiện tại không? Rất là khác biệt đúng không nào? Đó.
Và mọi người nhớ là khi mà dùng em này thì nhớ dùng kem chống nắng nữa nha, vì có chứa cái alpha hydroxy acid có thể làm tăng độ nhạy cảm của da đó với ánh nắng mặt trời, nên là mọi người hãy sử dụng kem chống nắng thường xuyên để sản phẩm này đạt hiệu quả tốt nhất nha. Và được rồi, thì mình có đi sinh nhật ở biển á, thì mình phơi nắng 4 ngày luôn nhưng mà làn da vẫn sáng mịn và rất là khỏe khắn nha mọi người. Đây. Và sau khi dùng serum, mình sẽ dùng tới kem đêm dưỡng sáng mờ thâm nám L'Oreal Paris Glycolic AHA Bright với dung tích là 50ml. Em này cũng có vẻ ngoài siêu nổi bật, chất kem thấm nhanh và để lại trên da màng dưỡng ẩm tức thì, rất là hiệu quả, mọi người thấy rõ không? Em này mình đặc biệt thích ở khả năng thấm và dưỡng ẩm hiệu quả của em ấy, hỗ trợ cái quá trình điều trị thâm nám cùng với em serum là tuyệt vời cho một bộ đôi luôn nha mọi người. Riêng về mùi thì hai em này có mùi thơm nhẹ nhẹ, điều này cũng là điều mình rất là ưng về sản phẩm này đó. Không biết đối với mọi người thì một làn da đẹp là một làn da như thế nào, nhưng mà đối với Sung á thì làn da đẹp là một làn da khỏe. Thì là bộ đôi L'Oreal Paris Glycolic Bright là khám phá làn da hồi sinh của mỗi cô gái luôn. Thì đối với Sung, một làn da hồi sinh là hồi sinh lại sự rạng rỡ của làn da trước đây, trước khi bị ảnh hưởng bởi những cái tác động từ môi trường như là tia UV nè, ô nhiễm nè, khói bụi á. Nói chung là khỏe từ trong khỏe ra. Và chứ không phải làn da hồi sinh là hoàn toàn thay đổi như một người khác đâu nha mọi người. Mọi người đừng có định nghĩa như vậy nha. Yes, và vừa rồi là video rất là chi tiết của mình để review bộ dưỡng da mà mình rất là ưng gần đây từ nhà L'Oreal Paris. Dưỡng sáng thích hợp với tất cả mọi loại da luôn, siêu an toàn. Hẳn là sau khi xem video này mọi người đều sẽ hiểu kỹ hơn cũng như là cân nhắc cái hiệu quả của cái sản phẩm mà Xuân đang sử dụng nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của Xuân ngày hôm nay. Nếu mọi người thấy video này hay, hãy like, share, subscribe kênh của mình để mình có động lực làm tiếp theo nhé. Xuân sẽ để link phần sản phẩm ở dưới phần mô tả để mọi người tham khảo nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của Xuân ngày hôm nay. Xin chào, hẹn gặp lại video sau. Bye bye.